xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng ngày mai 29 tháng 7. Quý vị và các bạn thân mến, trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Lâm Đồng của chúng ta vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng từ 7 đến 10 độ vĩ Bắc, hoạt động yếu, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh vẫn duy trì mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn. Về chiều tối sẽ có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, gió đổi hướng cấp 2. Cụ thể tại các khu vực như sau. Khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này, nhiệt độ duy trì ở mức từ 14 đến 25 độ, độ ẩm từ 82 đến 87%. Mây thay đổi, về đêm không mưa, ban ngày trời nắng gián đoạn. Về chiều tối sẽ có mưa rào và dông một vài nơi, có nơi sẽ có mưa vừa đến mưa to. Tiếp đến là khu vực phía đông của tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ở đây nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Ở khu vực này, thời tiết chủ yếu là mây thay đổi đến nhiều mây, nắng nhẹ, từ chiều tối sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Ở một số nơi, người dân cũng cần lưu ý là mưa vừa đến mưa to cũng sẽ xảy ra tại khu vực này. Còn tại khu vực phía nam của tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ở đây nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Mây thay đổi đến nhiều mây, ba ngày trời nắng gián đoạn. Ở khu vực này thì lượng mưa sẽ ít hơn, chủ yếu là mưa vừa và dông một vài nơi đến rải rác xảy ra về chiều tối. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam của tỉnh bao gồm các huyện Đạo Ai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Ngày mai ở khu vực này mức nhiệt cao nhất trong ngày là 33 độ, trời nắng gián đoạn oi bức. Về chiều tối ở một số nơi sẽ có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa. Độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Thưa quý vị và bà con, cây vú sữa hoàng kim rất dễ trồng, kháng sâu bệnh tốt và mau cho thu hoạch. Trái khi thu hoạch có phẩm chất tốt, mẫu mã đẹp. Vú sữa hoàng kim đang trở thành cây trồng tiềm năng, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều bà con nông dân tại Lâm Đồng. Chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng tiếp theo đây sẽ giới thiệu đến quý vị và bà con mô hình nông nghiệp xanh hiệu quả trên đất Tân Văn Lâm Hà. Đó là mô hình trồng cây vú sữa hoàng kim cho thu nhập khả quan, đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho bà con nông dân nơi đây. Mời quý vị và bà con quan tâm đón theo dõi. Còn sau đây sẽ là dự báo thời tiết tại một số khu điểm du lịch của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn.